là Vân, giảng viên tại trường Anh ngữ ALS. Và ngày hôm nay tiếp tục series cách thì cơ bản của chúng ta. Hôm nay cô sẽ cùng các em đi từ A đến Z của thì hiện tại tiếp diễn nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn. Và chúng ta sẽ có cách dùng, đúng không nào? Và cách dùng đầu tiên cũng rất quen thuộc với tất cả các em, đó là gì nhỉ? Chính xác, hiện tại cô đang làm gì? Chính xác, hiện tại cô đang dạy học, đúng không nào? Vậy ý nghĩa đầu tiên của thì hiện tại tiếp diễn đó chính là diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ, cô đang làm gì nhỉ? Đúng rồi, cô đang dạy, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ nói là I am, hoặc là I'm teaching. Right? Còn các em thì đang làm gì nhỉ? Ok, các bạn đang học, đúng không nào? Vậy cô sẽ viết là you are, học là gì nhỉ? Learning or studying. You are learning, đúng không nào? Rồi, đây là cách dùng mà tất cả chúng ta đều biết rồi. Vậy còn cách dùng nào nữa không? Có, cách dùng thứ hai của chúng ta đó chính là diễn tả những hành động, sự việc đang xảy ra xung quanh bối cảnh nói. Các hành động, các sự việc đang xảy ra xung quanh bối cảnh nói. Về cách dùng này thì nếu mà cô chỉ nói là đang xảy ra xung quanh bối cảnh nói thì các bạn cũng chưa có cái hình dung cụ thể hơn, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể trong cái ý nghĩa lớn này nhé. Ok. Mục nhỏ đầu tiên của chúng ta sẽ là một hành động mang tính chất tạm thời thôi. Một hành động hoặc một sự việc mang tính chất tạm thời. Mang tính chất tạm thời và chúng ta không biết là nó sẽ kết thúc lúc nào. Không biết kết thúc lúc nào. Thế chưa nào? Vậy thì cô sẽ lấy ví dụ nhé. Ok, chúng ta cùng lấy ví dụ cùng cô nào. Một hành động mang tính chất tạm thời thôi. Ví dụ như là các bạn đi học đại học thì chúng ta sẽ học mấy năm nhỉ? Ok, chính xác. Chúng ta sẽ học tầm 4 đến 5 năm. Vậy thì cô sẽ nói là John, right, is studying to be a doctor. To be a doctor at a university. Yeah, right. John is studying to be a doctor at a university. Tức là sao? John đang học để trở thành một bác sĩ ở một trường đại học, đúng chưa nào? Vậy thì cái hành động này nó mang tính chất tạm thời thôi. Và cô lấy một ví dụ khác nhá. Ví dụ như là cô sinh ra ở Hà Nội, thế nhưng mà hiện tại cô đang sống ở Đà Nẵng. Sẽ là gì nhỉ? I was born in Hà Nội. Nhưng mà cô đang sống ở Đà Nẵng. I'm living in Đà Nẵng. Right? Ok. Và hành động này chỉ mang tính chất tạm thời và cô cũng không biết là liệu rằng cô có sống ở Đà Nẵng mãi không, đúng chưa nào? Vậy thì những cái hoạt động này nó đều làm sao đấy? Xảy ra xung quanh bối cảnh nói. Ok nhá. Ok rồi. Cái mục thứ hai trong cái ý nghĩa xảy ra xung quanh bối cảnh nói này là gì? Nó có thể diễn tả một cái gì nhỉ? Nói về dân số đi. Dân số của nước chúng ta đang tăng, đúng không nào? Và sao nữa nhỉ? Một ví dụ khác nữa là chúng ta càng ngày càng dùng email nhiều thay vì dùng báo giấy nhiều, thì nó là một cái gì nhỉ? À, đúng rồi, đó chính là một xu thế, đúng chưa? Chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một xu thế, đúng chưa nào? Một điều gì đó đang phát triển và đang thay đổi.
một điều gì đó đang phát triển và đang thay đổi. Ví dụ nhá, ví dụ vừa rồi, the population là dân số nào, the population ở nước chúng ta là in Việt Nam is tăng lên là gì nào? Ok, chính xác, increasing. Ok, the population in Vietnam is increasing. Ok, nó là một điều gì? Một cái xu thế này, một cái sự nó đang phát triển, nó đang thay đổi. À, một ví dụ gần gũi hơn nhá. À, những đứa trẻ đang lớn, the children are growing. Ok, đúng chưa? Những đứa trẻ đang lớn vậy thì sao nhỉ? Là một cái điều nó đang phát triển, đang thay đổi trên nào. Ok, rồi chúng ta sẽ có một cách dùng khác nữa là gì? Ngoài hai cái cách sử dụng vừa rồi ra thì chúng ta có một cách sử dụng nữa đối với thi hiện tại tiếp diễn. Đó chính là gì nhỉ? Diễn tả một sự khó chịu, một sự ghen tức. Ok, thì hiện tại tiếp diễn của chúng ta nghe rất là xấu tính đúng không? Khó chịu này, một sự ghen tức. À, nhưng mà sự ghen tức đối với cái gì? Đối với một thói quen. Đối với một thói quen. Và chúng ta có một cái cấu trúc để diễn tả điều này. À, chúng ta phải có từ always. Đó, chúng ta phải có từ always đi cùng. Đó, khi mà chúng ta cứ nghĩ đến thì hiện tại tiếp diễn này, ghen tức, khó chịu, đó, thì là phải có always nhá. Ok, chúng ta sẽ có công thức là chủ ngữ cộng với am, is, are cộng với always và cộng với verb. À, có ví dụ một câu để chúng ta dễ hình dung này. À, các bạn nghĩ về một điều gì đó khiến các bạn rất là khó chịu hoặc là ghen tức xem. Anh chị em đúng không? Rất là khó chịu. Cô có một người anh lúc nào cũng vứt quần áo bẩn ra khắp nhà, vứt khắp mọi nơi. À, bây giờ cô sẽ diễn tả cái sự khó chịu của cô nhé. My brother, anh trai cô, is always, lúc nào cũng throwing, vứt quần áo bẩn, dirty clothes khắp mọi nơi, everywhere. Right, everywhere, khắp mọi nơi. My brother is always throwing the dirty clothes everywhere. Anh trai tôi, anh trai cô lúc nào cũng vứt quần áo bẩn khắp mọi nơi và điều này khiến cô rất là khó chịu. À, thế nhưng mà anh trai cô có một điều khiến cô lúc nào cũng rất là ghen tức. Đó là anh trai cô được đi rất là nhiều nơi. My brother is always traveling around the world. Right. So, my brother is always traveling around the world. Anh trai cô lúc nào cũng đi du lịch vòng quanh thế giới và điều này khiến cô rất là ghen tức. Ok, đây là chỉ là ví dụ thôi nhá, chứ cô không xấu tính như vậy đâu nhá. Rồi, còn cách dùng nào nữa không? Cách dùng này rất là đặc biệt. Cách dùng này chúng ta sẽ không diễn tả những hành động đang xảy ra trong hiện tại mà chúng ta sẽ miêu tả hành động xảy ra trong tương lai. À, hành động xảy ra trong tương lai, thế nhưng mà nó phải như thế nào nhỉ? Nếu mà trong tương lai như bình thường thôi thì chúng ta có thể sử dụng thì tương lai đơn đúng không? Will hoặc là tương lai to be, going to, được đúng không? Thế cái thì nào chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn? Ok, chúng ta sẽ chỉ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn đối với các sự việc có kế hoạch từ trước này.
có kế hoạch từ trước và chắc chắn phải xảy ra nhé. Có kế hoạch từ trước và chắc chắn sẽ xảy ra. Rồi, cô lấy ví dụ. Ví dụ là cô có kế hoạch là ngày mai cô sẽ đi vào Hồ Chí Minh để cô sẽ đi chợ Bến Thành, ngày mai cô sẽ đi Hồ Chí Minh, và cô có kế hoạch này tuần trước rồi, và cô đã mua vé máy bay rồi, và vé máy bay của cô sẽ bay vào ngày mai. Đó, vậy thì việc này cô đã có kế hoạch rồi này, cô đã chuẩn bị rồi này, và chắc chắn là ngày mai cô sẽ bay vào Hồ Chí Minh, thì cô sẽ nói là I am going to Ho Chi Minh City tomorrow. Ok, và các bạn sẽ thấy là thường những cái động từ mà chỉ tại cái sự di chuyển đi ấy, ví dụ going hay là coming, mà chắc chắn xảy ra thì chúng ta cũng rất là hay sử dụng, thì hiện tại tiếp diễn. Ok, còn một ý nghĩa cách dùng cuối cùng nữa thôi nào. Ý nghĩa này là gì nhỉ? Có thể là các bạn chưa dùng ý nghĩa này nhiều bằng những ý nghĩa kia, nhưng mà ý nghĩa này cũng rất là quan trọng nhá. Đó là thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động khác với thói quen trước đó. Đó, có ví dụ. Một hành động khác với thói quen trước đó. Một hành động khác thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động khác với thói quen trước đó. Cô ví dụ nhé, hàng ngày các bạn đi xe đi đến trường bằng gì nhỉ? Có bạn đi xe máy, có bạn đi ô tô, có bạn đi xe đạp đúng không? Thì cô sẽ lấy ví dụ là hàng ngày các bạn đều đi xe đạp nhé. Ok, đạp xe có lợi sức khỏe của chúng ta. Rồi, thế nhưng mà hôm nay bạn lại đi bộ đến trường bởi vì bạn đạp xe đã khỏe rồi, nhưng mà bạn muốn đi bộ để khỏe hơn nữa chẳng hạn. Ok, vậy thì đây là một cái gì? Một hành động khác với thói quen trước đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhé. Cô ví dụ là hàng ngày, every day I go to school by bike, phải không nào? By bike. Nhưng mà today I am going to school on foot. Ok, hoặc là today I am walking to school. Ok, được chưa nào? Chúng ta sẽ thấy là hàng ngày thói quen của chúng ta, every day, đúng chưa? I go to school by bike thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có một cái sự việc khác với thói quen trước đó, chính là chúng ta walking to school, phải nói là I am walking to school, đúng chưa? Hoặc là I am going to school on foot, tức là ngày hôm nay thì chúng ta lại đi bộ đến trường. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn, đúng chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu công thức của thì hiện tại tiếp diễn nhé. Vậy thì muốn viết một câu thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ phải dùng cấu trúc gì, cũng như động từ chia như thế nào? Ok, phần 2 chúng ta là forms, tức là công thức. Cũng như bài trước, chúng ta đã chia ra công thức của gì nhỉ? Câu khẳng định này, câu phủ định và câu nghi vấn. Ok, vậy thì với câu khẳng định chúng ta có công thức như thế nào nào? Chính xác, chúng ta có chủ ngữ cộng động từ to be chia thành am, is, are. Và chúng ta phải cộng với verb bên nữa, đúng chưa nào? Rồi, thế chủ ngữ nào thì chúng ta dùng am, dùng is hay dùng are? Ok, chúng ta sẽ sử dụng I am, đúng chưa nào? Rồi, với is, với are thì chúng ta dùng với chủ ngữ you, we, they. Và gì nhỉ? Rất là quan trọng, danh từ số nhiều, đúng chưa nào? Ví dụ như là những cái bút này, the pens, these pens, hay như là những đứa trẻ, children. Nói chung là danh từ ở dạng số nhiều. Ok nhá.
Rồi, còn với động từ to be chia ở dạng is thì chúng ta sẽ dùng với chủ ngữ gì nhỉ? He, she, it. Là gì nữa đây? Bên trên là danh từ số nhiều, còn bên dưới là? Ok, chính xác rồi. Danh từ số ít đứng trên là singular. Singular nouns. Danh từ số ít. Ví dụ như chỉ có một cái bút thôi, this pen, ok, một học sinh thôi, a student, hoặc là một đứa trẻ thôi, a child, ok. Ok, cô sẽ cho chúng ta một ví dụ nhé. Lắp vào đây luôn. Bây giờ cô đang làm gì nhỉ? À, cô đang viết đúng chưa nào? Thế bây giờ chủ ngữ sẽ là gì? Cô là gì? I đúng chưa? Cô sẽ nói là I. Thì sẽ dùng động từ to be nào đây? Chính xác, am, I phải đi với am. Và cộng với verb ấy. Verb viết là gì nhỉ? Write. À, write. Vậy thì chúng ta sẽ có verb write ở đây đúng chưa nào? Và chúng ta thêm đuôi ing. Ok, trường hợp này thì chúng ta sẽ bỏ e và thêm đuôi ing bạn nhé. Thì một ví dụ khác đi. Các bạn thì đang làm gì? Các bạn đang học đúng chưa nào? Các bạn chủ ngữ là you. Ok. Và động từ to be phải chia thành are. Are. Và các bạn đang học, động từ học là gì nhỉ? Learn. Rồi và chúng ta phải làm gì nữa đây? Thêm đuôi ing đúng chưa nào? Learning, you are learning. Ok, chính xác. Rồi. Chúng ta tiến đến tìm công thức của dạng phủ định nhé. Rất là đơn giản thôi, với thì hiện tại tiếp diễn thì chúng ta chỉ cần làm gì nhỉ? Ok, chính xác rồi, chúng ta chỉ cần thêm not vào sau động từ to be, am, is, are và vẫn cộng với verb in. Ok. Và vậy thì là so sánh với thể khẳng định đúng không? Để hình thành thể phủ định chúng ta chỉ cần thêm not đằng sau to be. Thêm not đằng sau to be nhé. Rồi, cô lấy một ví dụ. Các bạn đang, một số bạn đang học đúng không? Nhưng mà một số bạn chưa tập trung lắm. Thì là một số bạn sao? Đang không học. À, thế một số bạn đang không học thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Vẫn là cái câu you are learning đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thêm not vào sau gì? Sau to be là are. Vậy thì là you are not learning. Cô hy vọng điều này đang không xảy ra nhé. Rồi. Và tương tự như thế. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Và chúng ta có thể viết tắt một chút. Nếu là is not thì chúng ta có thể viết thành gì nhỉ? Isn't. Thế xem nào. Nếu là am not thì chúng ta có thể viết tắt thành aren't. Đúng chưa? Ok, nếu mà là I am not thì chúng ta không thể viết tắt am và not được, mà chúng ta sẽ chỉ có thể viết là gì? Am, not thôi. Ok nhá, các bạn lưu ý này. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tìm cấu trúc của câu hỏi nhá. Cũng rất là đơn giản thôi, thực sự thì thể đã tiếp diễn có công thức rất đơn giản. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta nhìn vào cái cấu trúc của câu khẳng định này. Chúng ta sẽ đảo cái gì đây? À, các bạn nói đúng rồi. Chúng ta sẽ đảo to be lên đầu câu. Chúng ta sẽ có công thức là am, is, are cộng chủ ngữ và vẫn cộng với gì nhỉ? Ok, chính xác. Chúng ta vẫn cộng với verb in thôi. Không phải gì cả nhá. Vậy thì chúng ta có thể hỏi cái câu này được không? Câu hỏi chúng ta là các bạn có đang học không? Các bạn có đang học không? Chúng ta sẽ hỏi là gì nhỉ? Ok, are you learning? Are you learning? Và cô hy vọng các bạn sẽ trả lời cô là yes, I am. Ok. À, và cô không muốn chúng ta đang trả lời là no, I'm not. Nhá. À, vậy thì chúng ta nhận ra một điều gì ở đây? Câu hỏi này là câu hỏi gì nhỉ? Câu hỏi yes no question hay là WH question? Chúng ta chỉ có một cách để trả lời câu hỏi này đúng không? Trả lời có hoặc không.
À, đây là câu hỏi đóng và đây là câu hỏi gì? Yes, no question. Đây là câu hỏi yes, no question. Ok, vậy thì nếu mà chúng ta muốn hỏi nhiều điều hơn, không chỉ trả lời yes, no hơn, yes, no thôi, thì chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ? Các bạn biết là chúng ta có những từ để hỏi WH question rất là gì? Powerful, rất là hữu dụng, rất là powerful. Vậy thì chúng ta sẽ làm một hành động rất là đơn giản nhé. Là chúng ta sẽ đưa câu hỏi, đưa từ để hỏi lên đầu. WH question words. Và chúng ta vẫn giữ cái cấu trúc này thôi, không có gì. Vẫn là cộng với cả và chúng ta vẫn cộng với verb về. Đó. Và đây là câu hỏi WH question. Để trên nào. Đó. Và với cái câu hỏi này thì chúng ta có thể hỏi rất nhiều câu. Ví dụ như là cô không chỉ hỏi các bạn là các bạn có đang học không, mà cô sẽ hỏi các bạn một câu hỏi mở là các bạn đang làm gì đấy. Các bạn đang làm gì đấy? Ok, làm gì thì chúng ta có từ để hỏi gì nhỉ? Gì? What? Các bạn đang làm gì đấy? What are you doing? What are you doing? Nice, ok. Và rất là đơn giản thôi nhá. Vậy thì chúng ta đã nắm được cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu cách dùng cũng như là công thức của thì hiện tại tiếp diễn chưa nào? Và có một phần cô thấy rất nhiều bạn chúng ta gặp khó khăn cũng như là còn nhiều thắc mắc, đó chính là động từ thêm đuôi ing. Ok, vậy thì có phải lúc nào chúng ta cũng giữ động từ nguyên thể thêm đuôi ing hay không? Cô thấy có nhiều bạn trả lời đúng. Không nhá. Ok, không, chúng ta không phải là hầu hết trường hợp thì chúng ta sẽ đều giữ nguyên động từ thêm đuôi ing. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp đặc biệt như sau. Trong phần này chúng ta sẽ học về quy tắc thêm đuôi ing. Ok, đúng chưa nào? Thông thường thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ giữ nguyên động từ, tức là bear verb và cộng với ing, đúng chưa nào? Có rất là nhiều ví dụ như là playing hay là gì nhỉ? Eating hay là ăn với uống, đúng không? Drinking. Thế nhưng mà ngoài những cái trường hợp này ra, những cái theo quy tắc này ra thì chúng ta có một số trường hợp đặc biệt như sau nhé. Trường hợp đầu tiên là đối với các động từ kết thúc bởi đuôi e. Các động từ kết thúc đuôi e, verb ending bởi chữ e. Rồi, nếu mà động từ kết thúc bởi đuôi e thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên đó là kết thúc đuôi e thì tuy nhiên là trước chữ e của chúng ta là một phụ âm. Là một phụ âm. Và cô sẽ viết tắt phụ âm là C nhé. C tức là consonant, phụ âm consonant cộng với e. Đây, với những cái động từ mà kết thúc là một phụ âm cộng với e. Ví dụ như là chữ smile. Chúng ta thấy là kết thúc là gì nhỉ? E này. Và đằng trước nó là phụ âm L, chữ L, đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ làm gì? Chính xác, chúng ta sẽ bỏ e và chúng ta thêm ing. Chúng ta sẽ bỏ e và chúng ta thêm đuôi ing. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Thêm ing và smile thì sẽ thành smile, đúng chưa nào? Hay như một cái ví dụ mà cô viết ở phần gì nhỉ? Cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn đấy là từ gì? Viết, đúng chưa nào? Write. Đó, nó cũng kết thúc bằng đuôi e và trước đấy là một phụ âm t. Phụ âm t, đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ bỏ e và thêm ing thành writing nhá. Rồi, trường hợp thứ hai, nó không phải là kết thúc bằng phụ âm cộng với e mà nó sẽ là nguyên âm thì sao? Một nguyên âm. Động từ sẽ kết thúc bằng một nguyên âm và nguyên âm cô sẽ viết tắt thành chữ V nhé. V là vowel.
rồi thì chúng ta sẽ làm gì đây? À, chúng ta sẽ giữ nguyên. Và thêm in thôi. Giữ nguyên và thêm in thôi. Tức là nó sẽ giống như là cái trường hợp thông thường này thôi nhá. Cô ví dụ, chữ E mà lại có nguyên âm là gì nhỉ? Là gì Tuấn? Chữ E mà có nguyên âm. Đằng trước. Ok. Chữ E mà có nguyên âm. À, chưa xem quen hỏi. Bực mình quá. Ok. Phải quay lại à? Em quên cái ví dụ. Nó là cái gì? À, anh cắt đi của em rồi không? Hay là em phải quay lại? Đây đến đây, em nói xong đến đây rồi. Xong rồi là em phải cho ví dụ. Thì lúc đấy em quên ví dụ xong em hỏi anh ấy. Anh nhớ từ á? Ok nhá. Rồi, một ví dụ. Một ví dụ là gì nhỉ? C. Đúng từ C, đúng chưa nào? Chúng ta thấy là trước chữ Y thì chúng ta sẽ thấy là kết thúc. Trước nó là cũng là một chữ Y, tức là gì? Là một nguyên âm. Thì chúng ta sẽ có một động từ C kết thúc bằng một nguyên âm, sau đó mới đến chữ E. Thì chúng ta sẽ không áp dụng quy tắc trên này nhá, mà chúng ta vẫn giữ nguyên thôi. Và nó thành C. C, đó. Nó giống như cái trường hợp bình thường mà chúng ta hay sử dụng, mà giữ nguyên động từ và thêm đuôi Y. Ok. Và trường hợp thứ 3 đó, với những động từ mà kết thúc bằng đuôi E, đó chính là kết thúc bằng đuôi E nhưng mà đằng trước là chữ Y, tức là kết thúc bằng chữ IE. Đi trên nào. Rồi, kết thúc bằng chữ IE thì chúng ta sẽ không áp dụng hai nguyên tắc trên. Cô ví dụ một từ như là từ nói dối là gì nhỉ? Lie, ok. À, từ gì nhỉ? Từ chết là gì nhỉ? Die. Và chúng ta sẽ thấy là động từ kết thúc bằng IE, đúng chưa nào? Đây cũng là từ kết thúc bằng IE. Thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ chuyển bỏ IE. Đó. Và thêm Y dài. Và thêm in. Đúng chưa nào? Chúng ta sẽ bỏ IE và thêm Y dài và thêm in. Tức là chúng ta sẽ bỏ IE ở đây thành còn chữ L này. Thêm Y dài và thêm in thành line này. Và ở đây cũng thành die. Ok chưa nào? Nào các bạn chú ý cái trường hợp này mình không nhầm lẫn nhá. Nếu như mà là trước chữ E là chữ Y thì chúng ta sẽ bỏ IE và thêm Y dài và thêm đuôi in nhá. Ok. Rồi. Từ một âm tiết về âm tiết cuối, từ hai âm tiết về âm tiết cuối. Rồi trường hợp thứ hai chúng ta sẽ xét đến các động từ một âm tiết với các âm tiết cuối như sau. Vợ một âm tiết và kết thúc có dạng như sau, là một phụ âm consonant cộng với một nguyên âm vowel và cộng với một phụ âm và chúng ta thấy là một cái kết thúc bằng cái công thức này, phụ âm cộng với nguyên âm cộng với phụ âm. Chúng ta thấy là một cái nguyên âm nó bị kẹp bởi hai cái phụ âm. Cô lấy ví dụ nhé, từ travel. Các bạn thấy ở đây cái gì nào? Chữ E bị kẹp bởi chữ V và chữ L, đúng chưa nào? Từ gì nữa nhỉ? Từ skip. Nhảy đúng chưa? Chữ Y nguyên âm kẹp bởi phụ âm K và phụ âm P, đúng chưa nào? Còn từ gì nữa không? Jumping, swim. Bơi đúng chưa nào? Chúng ta thấy là nguyên âm Y kẹp bởi phụ âm W, chữ W và phụ âm chữ M, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ làm gì ở đây? Chúng ta sẽ cần phải gấp đôi phụ âm cuối
gấp đôi phụ âm và sau đó chúng ta mới thêm in nhé. Rồi với chúng ta sẽ có là traveling, gấp đôi chữ L. Chúng ta sẽ có skipping, gấp đôi chữ P. Và chúng ta sẽ có swimming, gấp đôi chữ M. Ok. À, một lưu ý một chút về cái từ traveling này thì nếu mà trong Anh chúng ta sẽ gấp đôi nhá. Còn Anh Mỹ thì chúng ta có thể để là travel, travel mà không gấp đôi cũng được. Không gấp đôi chữ L, chúng ta sẽ để là traveling và mới một với một chữ L thôi nhá. Rồi. Bởi vì vì cô hết bảng cho nên cô xóa bảng đi và chúng ta vẫn tiếp tục với phần thêm in nhá, các quy luật thêm in nhá. Rồi, phần 3 chúng ta sẽ xét đến các động từ có hai âm tiết. À, nhưng mà không phải động từ hai âm tiết nào nhá. Cũng được nhá, mà chúng ta sẽ chỉ xét những cái động từ hai âm tiết nhưng mà kết thúc. Chúng ta sẽ có động từ hai âm tiết nhưng mà kết thúc là một phụ âm consonant. Rồi đến một nguyên âm vowel, rồi đến một phụ âm. Thế là cái nguyên âm này lại bị kẹp ở giữa hai phụ âm này đây. Ok nhá. Vậy thì chúng ta sẽ xảy ra những trường hợp gì? Động từ hai âm tiết thì trọng âm chỉ có thể rơi vào âm tiết gì nhỉ? Âm tiết thứ nhất hoặc âm tiết thứ hai đúng chưa nào? Vậy thì cô sẽ chia hai trường hợp nhá. Chúng ta sẽ có đầu tiên là trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên này và trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đúng chưa nào? Rồi, thì khi mà trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên thì chúng ta có những trường hợp nào? Đầu tiên là kết thúc bằng đuôi IC, IC. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thêm chữ K. Sau đó thì mới cộng với đuôi IC. Cô ví dụ như từ gì nhỉ? Từ bắt trước là mimic. Thì chúng ta sẽ chuyển thành in như thế nào đấy? Chuyển thành in như thế nào nhỉ? Ok, thêm ca và thêm in. Chúng ta sẽ có mimicking. Mình chưa nào? Mimicking. Ok. Và chúng ta có từ gì? Hoảng loạn. Từ hoảng loạn. Thì khi mà thêm in chúng ta sẽ phải làm gì nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ thêm chữ ca này và thêm chữ in. Thì chúng ta sẽ có gì đấy? Mimicking. Cô xin lỗi nhá. Đã panicking. Ok. Rồi, trường hợp khác. Nếu mà động từ hai âm tiết kết thúc như thế này, trọng âm dương tiết đầu tiên nhưng kết thúc không phải là IC mà chúng ta sẽ có kết thúc là các âm khác thì chúng ta sẽ chỉ giữ nguyên. Giữ nguyên động từ và cộng với đuôi in thôi. Thế nhá. Ví dụ nào, ví dụ như từ nghe là gì nhỉ? Listen, đúng chưa nào? Và trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên là listen. Và khi thêm in thì chúng ta sẽ giữ nguyên từ listen và thêm in. Listening. Ok nhá. Vậy thì còn với những cái từ mà có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thì sao? Đối với những từ trọng âm rơi âm tiết thứ hai, chúng ta chú ý nhé, phải thỏa mãn tất cả những điều kiện này này. Động từ có hai âm tiết này và kết thúc bằng phụ âm rồi đến nguyên âm rồi đến phụ âm này và trọng âm rơi âm tiết thứ hai thì chúng ta sẽ, khi mà thêm in thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm, gấp đôi phụ âm, sau đó chúng ta mới cộng với in. Trọng âm rơi âm tiết thứ hai này đó thì chúng ta sẽ có ví dụ gì nhỉ? Bắt đầu là gì? Bắt đầu là start. Ok. Một từ khác của bắt đầu là gì nhỉ? Begin. Ok, chính xác rồi. Begin. Vậy chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm N như thế nào? Thành và thêm in thành begin này. Begin này. Ok nhá. Và chúng ta có một quy tắc cuối cùng nữa thôi. Đó chính là tất cả các động từ kết thúc
Đối với tất cả các động từ kết thúc bằng đuôi W, X, Y và L thì chúng ta luôn tuân thủ cái việc là chúng ta giữ nguyên. Chúng ta giữ nguyên động từ và chúng ta cũng phải in thôi. Đó, rất là đơn giản như những trường hợp bình thường. Ví dụ như là nhá. Ví dụ như là từ gì nhỉ? Từ draw. Ví dụ như từ gì nhỉ? Kết thúc bằng đuôi X là chúng ta có từ mix. Đúng chưa nào? Rồi chúng ta sẽ thấy là cái chữ I đúng chưa? Nó cũng bị kẹp bởi hai phụ âm là R và W. Chữ Y cũng kẹp bởi hai phụ âm M và X. Thế tuy nhiên là chúng ta sẽ không áp dụng những cái quy tắc vừa rồi nhé, mà chúng ta với các đuôi kết thúc là W, X, Y, L chúng ta luôn giữ nguyên và cộng thêm in trên nào. Vậy thì nó sẽ thành Drawing. Và đây chúng ta sẽ thành Mixing. Và chúng ta có một trường hợp cô vừa nói ở phần trước đấy, cái từ travel. Travel này thì chúng ta có thể để là traveling. Đó, không gấp đôi phụ âm L giống như nguyên tắc này là theo US đúng chưa nào. Nhưng chúng ta nếu gấp đôi cũng không hề sai nhá, thành traveling theo anh này. Ok, rồi vậy là chúng ta đã khám phá hết những cái quy tắc làm sao để chúng ta thêm đuôi in và viết đúng chính tả nhé. Nói về thể hiện tại tiếp diễn thì chúng ta có một phần rất là quan trọng nữa, trả lời cho câu hỏi vậy thì có phải là với tất cả các động từ chúng ta đều có thể để trong thể hiện tại tiếp diễn không, hay nói cách khác là trong các thể tiếp diễn nói chung hay không? Và câu trả lời là gì nhỉ? Chính xác, chúng ta không phải là động từ nào cũng có thể ở dạng tiếp diễn. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu về state verb. Ok, state verb là gì? Là những cái động từ tình thái, những cái động từ miêu tả trạng thái. Thì trước khi nghiên cứu về những cái verb này, chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là trạng thái là cái gì đã, và trạng thái khác action như thế nào. Rồi, cô sẽ chia bạn một bên là state và một bên là action. Vậy trạng thái nghĩa là gì? Action nghĩa là gì? Trạng thái nghĩa là một cái điều gì đấy. Chứ là một cái trạng thái nó làm sao? Nó stay, tức là nó luôn stay the same. Đó, một cái trạng thái mà nó luôn như thế, nó stay the same. Được chưa nào? Còn một cái action là nó miêu tả một cái gì đấy, đúng chưa nào? Something có thể làm sao? Happening. Một cái điều gì đấy nó đang xảy ra. Đúng chưa nào? Nó miêu tả một điều gì đấy mà nó đang xảy ra. Ok nhá. Rồi cô lấy một ví dụ đi, để ví dụ để cho các bạn dễ hình dung nào. Trạng thái chiếc bảng này rất sạch. Ok. This boat, this board is clean. Chưa nào? Chiếc bảng này sạch là một trạng thái và nó làm sao? Nó duy trì như thế. This board is clean. Thế nhưng mà cô, nếu mà cô nói là gì nhỉ? Cô đang lau cái bảng này, hoặc là cô đang viết lên cái bảng này nhá, cô sẽ sử dụng từ clean nhưng mà không phải là với vai trò là tính từ nữa, mà sẽ là động từ chỉ một hoạt động. Okay, thì cô sẽ có thể nói là gì nhỉ? I am cleaning this board. Cô đang lau chùi cái bảng này. Rồi, vậy thì chúng ta phát hiện một điều gì ở đây? Tại sao chúng ta phải phân biệt giữa một trạng thái và một hoạt động? Chính xác, chúng ta sẽ để ý là gì nhỉ? Nếu mà nó là một trạng thái thì nó sẽ không ở thì hiện tại tiếp diễn, đúng chưa nào? Không ở thì tiếp diễn. Còn nếu mà nó là một hoạt động thì nó có thể ở thì hiện tại đơn, có thể ở thì hiện tại tiếp diễn. Ok, chúng ta sẽ có kết luận là nhé.
một cái động từ chỉ trạng thái, đúng chưa nào? Không thể được sử dụng trong gì? Trong thì hiện tại đơn. Thì cô xin lỗi, trong thì tiếp diễn, for continuous tenses, trong các thì tiếp diễn. À, một cái động từ chỉ trạng thái thì không thể được dùng, đúng chưa nào? Không thể được dùng ở cho các thì tiếp diễn. Ok. Còn những cái động từ chỉ hành động nó có thể sử dụng gì? Có thể sử dụng cho simple, cho cả thì hiện tại đơn, hoặc là các thì đơn giản, các simple tense. Có thể dùng cho simple tenses và continuous tenses. Đó, chúng ta để ý nhá. Thì cô ví dụ là thêm một ví dụ ở đây nhá, các bạn sẽ rõ hơn này. Tôi đang nếm cái bánh này. Chưa? Nếm là gì nhỉ? Taste, chính xác. À, cô sẽ... nhầm. Rồi. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ để cho các bạn hiểu cái phần này nhá. À, cái bánh này rất là ngon. Vị của nó rất là ngon. Thì cô sẽ nói là gì? This cake tastes nice. Cái bánh này đó, nếm có vị. Cái bánh này có vị rất là ngon. Taste nice, được chưa nào? Đây là một cái trạng thái cái bánh nó ngon. Còn một hành động thì cô sẽ lấy ví dụ gì? I bake cake. Đó, cô nướng bánh thì nó là một hành động, được chưa nào? Các bạn sẽ thấy là cái bánh nó taste nice, nhưng mà cô không thể nói là gì nhỉ? Mặc dù là có thể là cô đang ăn cái bánh này thật đấy, thì cái bánh nó đang ngon đúng không? Đúng không nào? Thế nhưng mà cô không thể nào mà cô nói là this cake is tasting nice được nhá. Chúng ta sẽ không sử dụng như thế này. Đó, chúng ta sẽ không nói là this cake is tasting nice. Thế tuy nhiên với động từ bake là động từ chỉ action, đúng, động từ chỉ hoạt động, thì cô hoàn toàn có thể nói là I bake cake, tức là đang ở thì hiện tại đơn này. Ok, và cô hoàn toàn có thể nói là I am baking a cake, đúng chưa? Cô hoàn toàn có thể nói là I bake a cake hoặc là I am baking a cake, không vấn đề gì cả, được chưa nào? Rồi, một số động từ chỉ trạng thái. Vậy thì mệt quá thật sự luôn ấy. Bây giờ chúng ta đã hiểu sự khác nhau giữa động từ chỉ một trạng thái và động từ dùng để chỉ một hoạt động, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta có thường thì quen thuộc hơn với các động từ chỉ hoạt động chưa? Đúng không nào? Ăn này, uống này, học này, ngủ này, nghỉ này, đúng chưa? Nhảy dây này, đá cầu này, chơi bóng đá. Rồi, vậy thì những cái từ những cái động từ chỉ trạng thái hay những động từ gì thì cô sẽ đưa ra một số cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung ra nhé. Các bạn sẽ phát biểu và đoán cùng cô nhé. Ví dụ như là một động từ rất là quen thuộc và rất là hữu dụng, rất là linh động là động từ be, đúng chưa nào? Động từ be. This board is clean. Nó làm sao? Mang nghĩa thì là ở. Đó. Đây là một động từ diễn tả các cảm giác, các xúc quan của các bạn, như là các động từ taste này, sound này, nghe này, smell, look. Các động từ chỉ giác quan, các động từ liên quan đến sự tư duy, đến sự suy nghĩ. Ví dụ như là know, think. Ví dụ như là
understand. Ok, liên quan đến cái việc các bạn đồng ý hay không đồng ý, agree hay là disagree, đúng chưa nào? Gì nữa nhỉ? Liên quan đến cảm xúc, đúng chưa? Đến cảm xúc, đến sở thích, love, hate, like, dislike, prefer, thích hơn, prefer. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Các động từ liên quan đến sự đo lường. Ví dụ như là fit, cái áo này rất là vừa. Fit hay là weigh, động từ cân đúng chưa? Ví dụ như cái bảng này rất là nặng. Cô xin lỗi, cái bảng này nặng 1 kg. This board weighs 1 kg. Hay là một động từ là measure. Rồi, đo chiều dài, chiều rộng, ta có từ measure. Ok nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu liệu rằng một động từ thì nó có phải là luôn bắt buộc là động từ state, hoặc là nó phải luôn bắt buộc là động từ chỉ action hay không nhé. Chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai. Vậy thì một động từ liệu nó có phải cần thiết phải là luôn là một cái state verb hay luôn là một action verbs hay không? Ok, câu trả lời của chúng ta là gì nhỉ? Rồi, có những động từ thì luôn là state verbs, nhưng có những động từ linh hoạt hơn, nó vừa có thể là state verb, vừa có thể là action verb. Trong trường hợp này thì nó là state verb, trong trường hợp kia nó là action verb. Thế tuy nhiên là cái ý nghĩa của nó khi nó là state, khi nó miêu tả một action, nó lại khác nhau. Rồi, cô sẽ lấy một số những cái ví dụ để các bạn dễ hình dung nhé. Vừa rồi thì cô có lấy ví dụ một số những cái động từ có thể là state verb, đúng chưa nào? Có động từ gì nhỉ? See. Ok, vậy thì từ see khi mà chúng ta miêu tả một cái state nó như thế nào? Cô sẽ lấy một ví dụ như thế này nhé. I see your problem. I see your problem. Đó. Và diễn đạt một action. Cô đang nhìn học trò của cô như thế nào? Không. Cô sẽ nói là cô sẽ gặp, tôi sẽ gặp học trò của cô. Đang gặp học trò của cô thế nào? I am seeing my students. I'm seeing my students. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là từ see ở đây nó có còn có nghĩa là nhìn nữa không? Chính xác. Từ see ở đây nó có nghĩa là understand. Nó có nghĩa là hiểu, tôi hiểu vấn đề của bạn. Còn từ see ở đây nó có nghĩa là nhìn không nhỉ? Nó có nghĩa là gì? Gặp, đúng chưa nào? Thực ra là meet. Thực ra là I am meeting my student. Thấy chưa nào? Hoặc cô có thể dùng với nghĩa là nhìn được không? Được. Ví dụ như cô nói là cô đang nhìn vào camera. Cô có thể nói là I am seeing. Trước mắt cô thấy là gì nhỉ? I am seeing a camera. I'm seeing camera. Cô thấy một cái bàn. A table. Thấy chưa nào? And a table. Rồi, cô muốn miêu tả như là ví dụ như là cô đang bị lạc đường, hay là cô đang không biết là cô đang ở đâu, và cô đang gọi điện cho một ai đấy, đúng chưa nào? Và cô phải miêu tả cảnh vật của mình, cảnh vật xung quanh mình, thì cô có thể nói là I am seeing a camera and a table. Và sau đó thì một bạn nào đấy cô đang gọi điện chẳng hạn, sẽ nói là bạn đang ở tầng 3 của trường Anh ngữ ALS đấy. Đó, tầng 3 thì chuyên để thu hình, đúng chưa nào? Chuyên để cô nói chuyện với các bạn online như thế này. Camera and a table. I'm seeing a camera and a table. Chưa? Đấy là đối với động từ see. Ngoài động từ see ra thì có một động từ mà cô nhắc đến ở phần vừa rồi đúng không? Cũng là chỉ ra qua.
là từ look. Ok, từ look. Cô lấy một ví dụ nhá. Bức tranh này trông đẹp. This picture hoặc là this painting. This painting looks nice. Bức tranh này trông đẹp được chưa nào? Ok, và bên này cô sẽ có một câu là I am looking at that painting. I'm looking at that painting. Ok, và chúng ta nhìn thấy là cái ý nghĩa của từ look ở đây là gì nhỉ? Liệu có phải là cái bức tranh này nhìn thấy đẹp hay không? Cái ý nghĩa từ look ở đây nó sẽ tương đương với từ seem đúng chưa nào? Seem, cái bức tranh có vẻ đẹp, hoặc là cái bức tranh nó is đẹp, là the painting, this painting is nice, hoặc this painting seems nice, đúng chưa nào? Còn ý nghĩa với từ looking ở đây thì nó là gì? Nó là các bạn direct your eyes, okay, to see, direct your eyes to see. Tức là gì? Các bạn hướng cái ánh mắt, direct your eyes, ánh mắt để nhìn một cái gì đấy. Đấy, các bạn thấy là cái ý nghĩa của nó như vậy là khác rồi đúng chưa nào? Chưa? Rồi tiếp tục một ví dụ nữa. Những đứa trẻ. The children are, tức là nó naughty. The children are naughty. Rồi, và cô bên này cô sẽ có ví dụ là the children vẫn rất là nghịch ngợm chứ nào? À, naughty. Nhưng mà today, tức là ngày hôm nay, thì they are being, they are being nice. Được chưa nào? Bình thường thì những đứa trẻ rất là nghịch ngợm, đúng chưa? Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng rất là nice, rất là ngoan. Chúng ta thấy động từ to be, chưa? Ở phần trước cô có nói là động từ to be cũng là một động từ chỉ trạng thái, thấy chưa nào? Thế nhưng mà trong cái phần này thì nó miêu tả cái gì đây? À, chính xác, miêu tả một quality, một permanent quality. Tức là miêu tả cái gì nhỉ? Một cái tính chất nó cố định. Miêu tả một cái tính chất cố định. Là cái đứa trẻ bản chất, tính chất của nó là đã là nghịch rồi, nó cố định rồi, từ xưa đến nay đã thế rồi, chưa nào? Rồi, thế nhưng mà sang bên này, hôm nay chúng lại rất là nice, rất là tốt bụng, à, rất là lịch sự. Thì là gì nhỉ? Cô lại có thể dùng thì tiếp diễn ở đây, are being nice. Thế nhưng mà các bạn thấy là gì? Cái này nó làm sao? Nó có permanent không? Nó có cố định, nó có vĩnh cửu không, hay là nó chỉ là short time thôi? À, nó chỉ là một cái short time, nó chỉ là một cái gì nhỉ? Temporary behavior. Tức là một cái hành vi nó tạm thời thôi. Một cái temporary behavior, đúng chưa nào? Ok, và chúng ta thấy sự khác biệt trong cái nét ý nghĩa của động từ to be. Nếu nó miêu tả một trạng thái thì nó miêu tả một cái tính chất cố định, lâu dài. Nếu mà nó miêu tả một hành động, được chưa? Một action, là một action verb, thì nó miêu tả một cái gì? Một cái hành vi rất là tạm thời thôi nhá. Tiếp. Vừa rồi cô cũng nói về sở thích đúng không? Cô nói về sở thích thì chúng ta sẽ là gì? State verb đúng chưa nào? Thì tuy nhiên, ôi em chia cái bảng xấu quá nhỉ? Em chia cái bảng xấu quá nhỉ? Ok. Tiếp đi. Cái này là động từ to be. Sở thích.
theo cô sẽ lấy ví dụ về sở thích nhá. Về sở thích như cô vừa rồi cô có nhắc đấy, là nếu mà sở thích thì chúng ta hay là thường là miêu tả về cái gì nhỉ, một cái state, một cái gì đấy cố định đúng không? Ví dụ như là học sinh của cô thì rất nhiều bạn thích đá bóng, cô sẽ viết là my students love football. Đó, các bạn cô rất là thích đá bóng. Thế còn cô thì sao? Cô thì cô không thích đá bóng lắm, nhưng mà dạo gần đây thì cô cũng hay xem đá bóng. Dạo gần đây thì cô cũng hay xem đá bóng à, và cô vẫn có thể nói là I am enjoying, okay, enjoying watching football. Ok, cô đang thích xem đá bóng. Rồi, vậy thì có cái điều gì khác ở đây trong về mặt ý nghĩa nhỉ? Ừ, học sinh của cô lúc nào cũng thích đá bóng, còn cô thì gần đây thì cô mới thích thôi. À, không phải là lúc nào cô cũng thích đâu. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái này là một cái gì đấy? Một cái sở thích lâu dài đúng chưa? Đó, thì nó sẽ là một gì? Một cái trạng thái lâu dài, một cái permanent state, một cái trạng thái lâu dài, một cái permanent state. Còn bên này của cô à, thì không phải lúc nào cô cũng thích. Đó, bây giờ cô thích thôi, trước cô không thích, sau này có thể cô không thích chẳng hạn, thì nó chỉ là một cái gì ngắn hạn thôi. Đó, thì chúng ta sẽ miêu tả một cái gì, một cái sở thích ngắn hạn này, một cái hành động nó rất là short term. Vậy thôi, đúng chưa nào? Đó, các bạn thấy về cái ý nghĩa khi mà cũng là một cái động từ đấy, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà nó là state verbs hay là khi mà nó là action verbs thì ý nghĩa của chúng ta là khác nhau. Thì chúng ta sẽ để ý và chúng ta lưu ý cái phần này nhá. Rồi, anh cắt nhé, em vẫn nói tiếp này. Rồi, chúng ta lưu ý về cái việc khác nhau. Chúng ta lưu ý về phần này nhớ. Thì tuy nhiên là có một số những cái trường hợp mà dù là ở thì đơn giản, thì simple tenses hay là thì tiếp diễn, continuous tenses, thì ý nghĩa của nó cũng không quá khác nhau nhé. Cô ví dụ, một số trường hợp động từ ở thì đơn giản hay thì tiếp diễn ý nghĩa của câu cũng không quá khác biệt. Ví dụ như là I'm feeling happy hoặc là I'm feeling sad. Nói về cảm xúc của mình đúng chưa nào? I'm feeling happy. Và cô nói là I feel happy. À, chúng ta thấy là nó cũng không có gì quá khác biệt đúng không? Cũng không khác biệt. Hay là câu gì nhỉ? À, tôi cảm thấy không khỏe ạ. À, tôi cảm thấy ốm đi. I am sick hoặc là I am ill. Và I am being sick. À, thì nó cũng không quá khác biệt đúng chưa nào? Mặc dù có thể là khi ở thì tiếp diễn là nhấn mạnh cái việc là hiện tại là tôi đang ốm này, nhưng mà về mặt ý nghĩa nó cũng không quá khác biệt, không giống như những cái trường hợp mà chúng ta vừa xem ví dụ ở bên kia như thế nào. Ok, chỉ có một điều nhỏ nữa mà cô muốn nhắc các bạn ở đây, là chính là một số động từ mà chúng ta sẽ thấy là
thường chỉ là set verb thôi. Một số động từ thường chỉ là set verb thôi. Ví dụ như là động từ gì nhỉ? Ok, động từ seem. Động từ gì nữa nhỉ? Chúng ta ý nghĩ. Động từ know. Đúng chưa? Động từ know, understand. Hiểu. Động từ gì nữa nhỉ? Xứng đáng là gì? Deserve. À, và cái động từ deserve chúng ta chú ý nhé. Deserving nó không phải là dạng động từ xong cộng với verb ing đâu. Nó sẽ là tính từ đấy. Cô sẽ viết vào đây luôn. Deserving là một tính từ. Chúng ta lưu ý nhá, ai xứng đáng một cái gì đấy, she's very deserving. À. Rồi, còn gì nữa không nhỉ? Ok. Mean và suppose. Ok, và chúng ta nhìn lại một số động từ chỉ thường chỉ là set verb nhá. Seem, know, understand, deserve. Trong đó deserving nó sẽ trở thành tính từ. Mean và suppose. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua các phần của thì. Hiện tại tiếp diễn chúng ta đã học về gì nhỉ? Cách dùng này, công thức này, gì nữa? Các quy tắc thêm đuôi ing. Và cuối cùng là state verb, những động từ tình thái, đúng chưa nào? Rồi, cô hy vọng là chúng ta sẽ luyện tập thật tốt. Và nếu có thắc mắc gì, liên hệ với cô ngay nhé. Ok, chào các con.